hình đám cho vàng cây ấy. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn ảnh của kênh Bonsai TV. Hôm nay tôi tiếp tục có mặt tại nhà anh Triệu Bùi để ghi lại cái tác phẩm rất là đẹp. Trước đây là thuộc sở hữu của anh Triệu Bùi, nhưng mà trong hình như là cách đây khoảng một tuần gì đó, tôi không nhớ rõ, nhưng mà qua chia sẻ thì anh Triệu Bùi đã giao lưu với anh Nam. Anh Nam biệt danh là gọi là Nam Bánh Ngọt đấy, một cái nhân tố bí ẩn trong làng cây sắp xuất hiện rồi. Anh đợt vừa rồi vào rất là nhiều cây, cái lượng cây tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà cái số tiền cũng rất là lớn quý vị ạ. Những cái cây mà anh sở hữu thì toàn những cây chất và lượng thôi. Anh có cái đam mê rất là đặc biệt mà khác người ấy, là anh chỉ đi bắt tướng thôi. Hôm nay tôi cũng chia sẻ một cái cây mà anh mới giao lưu với cả anh Triệu Bùi. Thì cái cây này mang tên là Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân, vâng, một cái tên cũng rất là nghe cũng rất là đình đám rồi. Quý vị và các bạn cùng theo ống kính của Bonsai TV xem nào, cái cây và cái tên nó có đi với nhau không nhá. Vâng, đây là cái bóng của cái cây này. Quý vị và các bạn hãy nhìn cái bóng dáng của cây này. Bên cạnh đó anh Triệu Bùi cũng đứng cạnh đấy, nhưng mà hình như là cũng hơi nhỏ bé so với Đại Tướng Quân này quý vị ạ. Tầm thước của cây rất là lớn. Đây, tôi đang quay ở giữa trời buổi trưa đấy, rất là nắng. Cái ánh sáng thì một mặt sẽ rất là nhiều sáng, và phía kia thì là nó ánh sáng mạnh, thì quý vị và các bạn thông cảm. Nhưng mà đây là một cái phôi rất là lý tưởng này. Tôi sẽ tiến gần lại để quý vị và các bạn xem cái bộ đế của cây. Thì thực sự này, quý vị và các bạn nhìn cái bộ đế này kinh khủng luôn. Vâng, nó chảy nhũn hết như này. Tôi sẽ review xung quanh cái bộ đế của cái cây này để cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Bể đế nó chảy nhũn hết quý vị ạ. Đặc biệt của cái cây này thì nó rất là nhiều cái nu cục, nó xếp gần lại với nhau tạo thành cái độ nhũn, độ nhuyễn của cây. Thì cái mặt này thì nó còn cái sẹo này, nhưng mà không đáng kể quý vị ạ. Xanh năm điền kéo rất là nhanh. Phía sau này nó vướng cái bờ tường, cho nên là tôi cũng không zoom được hết được cái cảnh này, góc máy đẹp để quý vị và các bạn thưởng thức. Đây, cái độ nhuyễn của cái bộ bệ đế và cái thân của cây này tuyệt vời quý vị ạ. Nhuyễn hết rồi, nhũn hết rồi như này. Thân bệ méo mó, những cái tác động của con người thì bây giờ nó đã được bo mạnh như này. Xanh năm điền nó mạnh lắm quý vị. Bây giờ nó chảy nhũn hết rồi này, nó gắn kết rồi. Đặc biệt là quý vị cùng ngắm cái con hoành này. Con hoành quá lý tưởng luôn. Đây quý vị các bạn cùng ống kính của tôi nha. Đây, nó nhũn hết rồi, méo mó. Nó không còn cái độ trơn, độ mềm của những cái cây ít tuổi nữa. Bây giờ nó méo hết từ dưới lên trên rồi. Chủ nhân có đặt ra một cái tên thì cũng thể hiện cái sự chắc lịch, cái sự vững chãi của tác phẩm này, rất là hiên ngang. Tác phẩm này rất là lớn quý vị ạ. Quá đẹp. Đặc biệt là cái thân hoành này, thân hoành này kinh khủng luôn, nhũn bét hết này. Thân hoành này là tương đối ổn rồi này, tay cánh đóng đủ rồi, giờ chỉ còn là chờ làm bóng và bông răm đấy thôi. Còn về cái thân chính này, thân chính quý vị các bạn cũng nhìn cái đường chạy của thân này, rất là dẻo. Đây là một cái phôi rất là tương lai quý vị ạ.
Tôi sẽ đi sang cạnh bên này để quý vị và các bạn thấy được cái góc đa chiều của cái phôi này. Và cái phôi này có cái góc nhìn rất là sâu từ nhiều mặt. Thì cái phía này thì nó hơi bị ngược sáng tí thì phải. Tôi cũng cố gắng quay cho quý vị và các bạn nhìn thấy cái góc view đẹp nhất. Về cái thân bẹ của nó đây, tức là tất cả nó đều chảy nhuyễn hết rồi. Những cái tác động của con người giờ nó cũng biến hết rồi. Nó biến hòa là một rồi quý vị ạ. Xung quanh này thì người tạo tác cũng đang hướng rằng có những cái con tử. Con tử rất là mập mạp và xụ xị như thế này. Tướng là phải có quân quý vị ạ. Cho nên là cái hướng tạo tác của chủ nhân là rất là sâu. Về phía phần thân cây ấy, thì là một cái khối rất là nghiền nạc như này. Đó, qua đây thì tác giả cũng có chạm trổ để cho cái độ nét sâu của cây bò rất là mạnh rồi. Về phía bên trên cổ ngọn thì rất là lắc. À, đặc biệt là phía bên này, tôi sẽ đi sang cái mặt bên này để quý vị và các bạn nhìn rõ hơn về cái cổ ngọn của cây này. Phía bên này nó vướng cái bờ tường nhưng mà tôi sẽ cố gắng để soi cho quý vị và các bạn thấy cái cổ ngọn của cây này, cái độ lắc rất là dẻo. Đây, nhìn lên. Đẹp quá quý vị ạ. Vì là cây vẫn đang trong quá trình chinh phục cho nên là vẫn không thể nào cắt hết những cái mầm thở và những cái tay để nuôi dưỡng. Chia sẻ cái phần nào để quý vị và các bạn cùng ngắm được cái vẻ đẹp của cây. Những cái cuốn video này thì có những cái tác dụng như là, thứ nhất là chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái phôi hiện tại đang có những cái chiều hướng, có cái tầm nhìn, và thứ hai là có cái tương lai là gì, là sau này khi mà nó thành phẩm thì quý vị và các bạn cũng có những cuốn video như này để quý vị và các bạn nhìn lại rằng ngày xưa cái phôi thì nó như thế và sau này nó thành phẩm thì nó như thế nào. Thì qua đây tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thước phim ngắn ngủi như này để quý vị cảm nhận được rõ nét hơn về cái cây đương đại của Việt Nam đang như thế nào. Và sau này khi nó thành phẩm thì có những cái thước phim ta sẽ nhìn lại được nó như thế nào. Chia sẻ để quý vị và các bạn được biết. Có thể là trong quá trình tạo tác khi còn ở vườn anh Triệu thì tôi sẽ tiếp tục tôi ghi hình lại để gửi đến quý vị và các bạn cái sự biến đổi hàng ngày của tác phẩm này. Hàng ngày thì tôi cũng không dám chắc vì nói chung là cái sự biến đổi hàng năm của cây tôi sẽ ghi hình lại gửi đến quý vị và các bạn. Nhưng mà thực sự trong mắt tôi thì đây là một cái phôi rất là quý, độ nhuyễn, độ nhũn. Và đặc biệt là quý vị và các bạn nhìn cái thân hoành này, kinh khủng luôn. Trong cái ánh sáng như này thì không biết là có thu được chọn cái độ nhấp nhô của thân hay không, nhưng mà bên ngoài nó đẹp lắm quý vị ạ. Thì đây cũng là một cái cây tương lai rất là quý, sở hữu bây giờ là của anh Nam Bánh Ngọt. Anh Nam với tôi cũng rất là có duyên. Anh cũng vừa giao lưu lại cho tôi một tác phẩm mà tôi rất là thích. Một cái tác phẩm Nu Biếu. Qua cái video này tôi cũng rất là cảm ơn anh Nam đã để lại cho tôi cái tác phẩm này. Và cái cuốn video này tôi cũng xin gửi tặng anh Nam.
anh có những cái kỷ niệm trong một cái phôi, một cái tác phẩm rất là tương lai. Một cái tác phẩm tương lai mang tên Đại Tướng Quân. Hy vọng là tôi cũng lột tả được một phần nào cái vẻ đẹp của cái phôi này để gửi đến quý vị và các bạn, cũng như là gửi đến anh Nam. Tôi sẽ lấy tổng bóng của cái phôi này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Đây nó vẫn là cái phôi cho nên là nó khá rậm rạp um tùm, nhưng mà tôi cũng cố để ghi lại các cái thước phim này làm những kỷ niệm và những sự phát triển của tác phẩm, để tương lai quý vị và các bạn cũng như anh Nam có cái căn cứ, cái cơ sở để nhìn lại. Vâng, đây thực sự là một cái phôi rất là quý. Đẹp quá quý vị ạ. Cây rất là lớn. Vâng, tôi cũng xin phép dừng cái cuốn video này tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Gửi tới anh Nam lời cảm ơn đã chia sẻ lại cho Bonsai TV một cái cây rất là tương lai. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều cái cây đẹp trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Quý vị và các bạn yêu mến Bonsai TV, xin hãy đăng ký, hãy like, chia sẻ để cho kênh được đến với mọi người. Xin chân thành cảm ơn.